Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với livestream của Hùng. Hôm nay Hùng đi giao lưu lâu lắm rồi, chắc phải đến nửa năm đến gần năm nay không đi giao lưu cầu lông rồi. Hôm nay qua sân ở Bùi Xương Trạch đấy giao lưu, thì bây giờ giao lưu với hai cao thủ của sân thì chắc chắn là hành rồi. Xét trước thì đánh trận đầu thua được có một nửa đường thôi, xét này phải cố gắng. Hello anh em và cổ vũ Hùng đây. Thank you.
Hello Giang Thanh, hello thầy Bủm, hello Phạm Toàn, chào tất cả mọi người nhá. Lâu lắm rồi không rời cái đất Học viện Tài chính để đi đánh cầu giao lưu. Nhờ có anh đồng đội anh Dũng ba sao. Anh Dũng ba sao, anh ấy gánh tạ mà Hùng ấy được chai nước lọc. Nếu mà mọi người đang thấy được cái livestream này thì chúng ta chào nhau một chút đúng không ạ? Mọi người comment 1 để Hùng có thể nhìn thấy xem là ai đang xem cái livestream này nào.